Thank you.
còn kính mời cha tổng, quý đức ông, quý cha và cộng đoàn an toàn. Trọng kính cha tổng đại diện, trọng kính quý đức ông, quý cha hạt trưởng, quý cha cố, quý cha đồng tế trong và ngoài giáo hạt. Hôm nay Chủ nhật 31 ngày 1 tháng 11 cùng với giáo hội long trọng mừng ngày lễ kính các thánh nam nữ ở trên trời. Đặc biệt là trong những ngày đầu năm thánh mừng 85 năm giáo phận, rất vinh dự cho cộng đoàn giáo xứ Vinh Sơn chúng con được long trọng tổ chức tuần chầu Chúa Giêsu thánh thể thay mặt giáo phận. Giờ này tại lễ đài có sự hiện diện đặc biệt của cha tổng đại diện giáo phận Thái Bình, quý đức ông, quý cha hạt trưởng, quý cha cố, quý cha đồng tế trong và ngoài giáo hạt, quý tình thương, quý cha đã dành những thời gian vàng ngọc quý báu nhất về cùng với cha xứ và cộng đoàn chúng con nhiệt dâng thánh lễ trọng thể, tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ và các thánh, cầu nguyện cho giáo hội, cho giáo phận, cách riêng là cho giáo xứ chúng con. Quý tình thương và biết ơn nơi cộng đoàn chúng con, chúng con thay lời cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa xin cảm tạ, tri ân và ghi nhận nơi tình thương của cha tổng, quý đức ông và quý cha đã dành cho giáo xứ chúng con trong thánh lễ đại trào, thánh lễ trí tiệc của tuần trong lần hôm nay. Xin cộng đoàn chúng ta một vòng tay thật lớn, thật toàn giá, thật dài để cảm ơn và chào chúc quý cha. Và cùng với niềm vui nơi cộng đoàn chúng con có sự hiện diện của quý thầy, quý vị, quý viên chức hội đồng bầu cử Tân Kiều, liên quý giáo xứ, giáo họ, quý vị quan khách gần xa, quý cố, quý cụ, quý ông bà, quý các ban ngành đoàn hội, với lòng mến Chúa, với tình thân thương đã dành cho giáo xứ chúng con sự hiện diện trong thánh lễ đặc biệt hôm nay. Cũng xin cộng đoàn chúng ta được một tràng pháo tay lớn nữa để chúng ta chào chúc lẫn nhau. Trọng kính quý cha, kính thưa toàn thể cộng đoàn, trong niềm vui hân hoan nơi một hàng chúng con, đặc biệt nơi thánh đường của chúng con, năm ngoái cũng giờ này chúng con cũng được đón sự hiện diện của cha tổng, quý đức ông, quý cha, quý khách và toàn thể cộng đoàn về cùng với cha xứ và cộng đoàn chúng con long trọng nhiệt dâng thánh lễ trọng thể, tạ ơn Chúa đã viên đá khởi công xây dựng thánh đường. Trải qua hơn một năm với sự hướng dẫn của cha xứ kính yêu của chúng con và lời cầu nguyện của các đấng bậc, cộng với sự nhiệt thành của quý anh thân nhân xa gần và tất cả mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ, Chúa thương ban sau một năm thành quả nơi công trình nhà thờ của chúng con, Chúa ban cho đã thành công cũng rất tốt đẹp. Có được như ngày hôm nay và công việc có tiến triển được là nhờ lời cầu nguyện của quý cha cũng như sự công tác giúp đỡ của quý anh thân nhân xa gần. Trong ngày trọng đại trời Chúa Giêsu thánh thể hôm nay, chúng con kính xin quý cha cầu nguyện cho cộng đoàn chúng con được hiệp nhất liên đới, đoàn kết thương yêu nhau và cầu nguyện cho công trình của chúng con sớm được hoàn thành. Chúng con xin cảm ơn và ghi nhận nơi cha rất nhiều. Cũng xin cộng đoàn sốt sáng sửa phạt tâm hồn để chúng ta lấy đàn hồng ân trong năm thánh kỷ niệm 85 năm hồng ân, đặc biệt nơi tuần trầu của giáo xứ chúng con được diễn ra hôm nay sau thánh lễ. Và để đáp lại những tình thương thơm thảo nơi toàn con, xin được kính mời tổng ban kim nhạc từ bản thánh nhạc để nói lên lời cảm ơn tri ân quý cha và toàn thể cộng đoàn. We'll be right back.